cuộc thi đấu chính thức cuối cùng của trận tranh siêu cúp hiệp đấu đầu tiên rồi. Hùng Dũng, vẫn là Hùng Dũng, không được. Không dính của Bùi Tiến Dũng. Và Papeoma có thể nói là đã nhanh như điện. Giống với những gì diễn ra trong trận đấu lượt về mùa giải trước, câu lạc bộ đã thành Bùi Tiến Dũng không thể bắt gọn bóng và chỉ chờ có thế thôi. Papeoma, một trong hai cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của mùa giải trước, đã ập vào và dứt điểm, đưa đội đương kim vô địch V-League dẫn ngược đối thủ. Một tình huống chuyển hướng sang cánh phải. Sani, Đỡ Chuyên. Tình huống cắt bóng rất kịp thời của Đoàn Văn Hậu. Chúng ta cũng thấy là gần như cách thức tấn công của Indonesia đều được các hậu vệ của U22 Việt Nam đọc được. Hồ Tấn Tài hay Văn Hậu đều luôn tỏ ra rất chủ động trong những pha cắt bóng. Sani, Asnawi, vẫn là Asnawi đưa chuyền. Một tình huống rất lực chụp của Bùi Tiến Dũng và như vậy là đã có bàn thắng đầu tiên dành cho Indonesia. Rất đáng tiếc cho Bùi Tiến Dũng, pha xử lý không tốt đã trao cơ hội và tiền đạo của Indonesia đó là số 16 Sani Rizky đã tận dụng thành công cơ hội này. Như vậy là trong cả 3 trận đấu đầu tiên của U22 Indonesia thì họ đều là những người mở tỷ số. Chúng ta hãy cùng xem lại một đường truyền phải nói là không thực sự quá khó, nhưng Bùi Tiến Dũng lại có một pha xử lý thiếu chắc chắn. Một bàn thua phải nói là đáng tiếc của U22 Việt Nam. Cả hai bàn thua của U22 Việt Nam đến lúc này tại SEA Games 30 đều có lỗi của các cá nhân. Bàn thắng có vẻ đã đến. Lại là một tình huống mà Tiến Dũng đã không mang đến cho chúng ta một pha xử lý chắc chắn. Stay down, Shawalanwa collides with the goalkeeper. Oh, he's pointed to the spot. There's in a raised knee. Wee Tien Dung is having a word with the referee. He's having none of it. Oh, that's a it's a strange decision. Keeper's just stood there. And yeah, it's I'm not sure that's a penalty, John. Well, he's raised. Well, yeah, he did raise his knee, didn't he? But I'm not sure there was contact. And lifeline here. And the answer is yes. Nauga with their first ever goal at home. Playing in their first AFC Cup tournament. Yeah, no messing with the penalty, was there? Đinh Thanh Trung. Đinh Thanh Trung. Nguy hiểm. Tỷ số là 1-0 cho câu lạc bộ Quảng Nam. Một pha đá bồi rất nhanh, cụ thể hóa với bàn mở tỷ số này. Xuất phát từ pha đá phạt của Đinh Thanh Trung. Và có vẻ như sau đó là một pha đánh đầu phá bóng không thật tốt của một cầu thủ bên phía câu lạc bộ FLC Thanh Hóa. Đưa bóng đúng đến vị trí của Phan Thanh Hưng. Pha xử lý không tốt của Bùi Tiến Dũng. Hết sức đáng trách cho một người không ít kinh nghiệm như Bùi Tiến Dũng mà lại xử lý như vừa rồi. Đoàn Văn Hậu. Hoàng Đức. Đối phương chiếm chỗ tốt hơn. Hoàng Đức không
phải là đã bị phạm lỗi. Đình Trọng, chúng ta vừa chứng kiến những pha xử lý đơn giản nhưng tỉnh táo của Đình Trọng, đó là điều hết sức cần thiết. Mặt sân đúng là có phần mấp mô, tuy nhiên Bùi Tiến Dũng đã có pha xử lý quá nguy hiểm. From Moses Aloya then defensive midfield just to help his side out. Van Ketz giving it away. Yu Song again, a long range shot. What a goal from Yu Song! Tian Deng caught by surprise. The ultimate sucker punch from April 25th. Nguy hiểm. Như vậy là bàn thắng đã tới với các cầu thủ U23 Hàn Quốc. Một tình huống ra vào không hợp lý của thủ môn Bùi Tiến Dũng và người đã chớp thời cơ thành công. Đó là tiền vệ Lee Sang Hyun. Quả đá phạt ở khu vực giữa sân. Hậu vệ Jung Kyu đã có tình huống treo bóng bổng vào trong khu vực 16m50 và thủ môn Bùi Tiến Dũng với một tình huống ra vào không hợp lý đã tặng cho đối thủ một bàn thắng, một pha ghi bàn quá dễ dàng của Lee Sang Hyun. Đường chuyền vào của Tô Văn Vũ vào rồi. Tình huống rất bất ngờ. Sai lầm của Bùi Tiến. Chúng ta vừa chứng kiến cầu thủ đất thủ có mặt trên sân Tam Kỳ. Bùi Tiến Dũng đã bắt bài. Khi nhào về thì đã muộn và có phần lúng túng. Chúng ta cùng xem một lần nữa. Đến góc quay vừa rồi thì có thể thấy là Bùi Tiến Dũng, bàn thắng bất ngờ dành cho cao thủ BK Mỹ Bình Dương. Bùi Tiến Dũng đã mắc hai sai lầm, đều là những lỗi rất nặng. Bóng hơi lập bập và điều này đã khiến cho Bùi Tiến Dũng gặp phải những lung tung. Đường truyền của Văn Vũ. Thi đấu chính thức cuối cùng của trận tranh siêu cúp hiệp đấu đầu tiên rồi. Hùng Dũng, vẫn là Hùng Dũng, không được. Bàn thắng thứ hai đã đến từ câu lạc bộ Hà Nội và đó là Papeoma. Pha bắt bóng không dính của Bùi Tiến Dũng và Papeoma có thể nói là đã nhanh như điện. Giống với những gì diễn ra trong trận đấu lượt về mùa giải trước, câu lạc bộ đã thành Bùi Tiến Dũng không thể bắt gọn bóng và chỉ chờ có thế thôi. Papeoma, một trong hai cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của mùa giải trước, đã ập vào và dứt điểm đưa đội đương kim vô địch V-League dẫn ngược đối thủ. Một tình huống chuyển hướng sang cánh phải. Sunny, Đỡ Chuyên, tình huống cắt bóng rất kịp thời của Đoàn Văn Hậu. Chúng ta cũng thấy là gần như cách thức tấn công của Indonesia đều được các hậu vệ của U22 Việt Nam đọc được. Hồ Tấn Tài hay Văn Hậu đều luôn tỏ ra rất chủ động trong những pha cắt bóng. Sunny,
Asnawi. Bóng là Asnawi đưa cho anh. Một tình huống rất lực chụp của Bùi Tiến Dũng và như vậy là đã có bàn thắng đầu tiên dành cho Indonesia. Rất đáng tiếc cho Bùi Tiến Dũng, pha xử lý không tốt đã trao cơ hội và tiền đạo của Indonesia đó là số 16 Sani Rizky đã tận dụng thành công cơ hội này. Như vậy là trong cả 3 trận đấu đầu tiên của U22 Indonesia thì họ đều là những người mở tỷ số. Chúng ta hãy cùng xem lại một đường truyền phải nói là không thực sự quá khó, nhưng Bùi Tiến Dũng lại có một pha xử lý thiếu chắc chắn. Một bàn thua phải nói là đáng tiếc của U22 Việt Nam. Cả hai bàn thua của U22 Việt Nam đến lúc này tại SEA Games 30 đều có lỗi của các cá nhân.